con cắn người máy GTS 300 Transformer được trưng bày tại sự kiện Việt Nam Moto Circle Show 2017 lần thứ hai được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. GTS 300A Transformer có trọng lượng là 200 kg, cao 2.300 mm, rộng 1.400 mm và ngang là 2.200 mm. GTS 300A Transformer là hiện thân một con robot biến thể từ một dòng xe tay ga cao cấp phân khối lớn nhãn hiệu GTS 300A được SYM giới thiệu trên thị trường toàn cầu trong thời gian gần đây. GTS 300A Transformer, một biến thể giàu trí tưởng tượng, thể hiện khí phách mạnh mẽ, mang dấu ấn của thời đại Smart Moto. GTS 300A Transformer là biểu trưng cho sức mạnh sáng tạo bền vững, nâng cao giá trị cạnh tranh của sản phẩm SYM. GTS 300 Transformer được mô phỏng bởi phần mềm hiệu ứng 3D. Các bộ phận của robot đều được chỉnh theo tỷ lệ chính xác và sử dụng hầu hết nhiều linh kiện từ xe thật là chiếc GTS 300A, với hơn 100 linh kiện cấu thành từ nhiều nguồn lực và quản lý chuyên nghiệp để tạo thành GTS 300 Transformer có ngoại hình mạnh mẽ và đại khí phách. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng kỹ hơn về con robot GTS 300A Transformer, giống như con robot trong loạt phim hành động Transformer. Các bạn đừng quên like, share và đăng ký để xem những video tiếp theo.